Xin chào các bạn, tôi tên là Thảo Nguyên, tôi đại diện cho Trung tâm Anh ngữ EEG. Ngày hôm nay, hưởng ứng chương trình Giờ Trái Đất, Trung tâm Anh ngữ EEG gửi đến tất cả các bạn bài hát Send It On. Bài hát là bài hát chính thức trong dự án Green Project năm 2009. Bài hát truyền tải thông điệp, mỗi người chúng ta chỉ một hành động nhỏ sẽ tạo ra một chuyển động lớn. Và ngoài ra, bài hát truyền tải thông điệp, mỗi người chúng ta hãy cho đi tình yêu và chúng ta sẽ tạo ra một